Xin chào mọi người. Ở video này sẽ so sánh giữa một ly 2 và 2 ly để anh em có thể tham khảo được cái cách thức làm rất khó khăn. Và đây hiện tại mọi người có thể xem, đây là cái mũi khoan loại 1 ly 2 này, 1 ly rưỡi này, và đây là 2 ly. Thì ở đây hiện tại là mình đang có sẵn cái thước đây để mình đo cho mọi người. Cái thước này thì nó là thước điện tử, cặp vào cái nó sẽ ra đấy, 2 ly. Như cái sàng anh em có thể nhìn được ở đây trực tiếp thì nó sẽ là 2 ly. Đây, 2 ly đây đấy, hiện tại 2 ly của nó đây, cắm đầu này cho dễ đấy. Mặt sàng từ 2 ly rưỡi trở xuống là sẽ vét mỏng một phần như thế này, cắm xiên sang đấy. Đây là 2 ly, nó phải như que tăm, như que tăm luôn. Còn đây là 1 ly rưỡi thì hiện tại là trên video này đang không có cái ly rưỡi. Đây là cái 1 ly 2. 1 ly 2 thì được gọi là rất là nhỏ à. Anh em xem nhé, mình cắm xuyên qua này. 1 ly 2. Nó phải gọi là rất là nhỏ à. Đây, cắm rất là khó. Đấy, 1 ly 2. Nó nhỏ tí luôn ý. Đến mức mà cắm sang nó còn khó là. Đây, cắm sang này. Đấy. Đây 1 ly 2. Nhỏ tí, nhỏ hơn cả que tăm luôn, nhỏ tẹo luôn. 1 ly 2 này, đây là 1 ly 2 đấy. Mình đo kẹp như thế này thì còn tên chính xác của nó 1 ly 2 nó không khắc được cái đây. Đối với con này thì nó có thể khắc được cái số 2.0 ở đây, còn cái này thì hơi khó. Thì đấy, để cho anh em biết là cái thằng 1 ly 2 này cũng có thể nhận làm, tuy nhiên nó sẽ chất liệu bằng thép và giá thành phải cực kỳ cao. Cột cao hay sao thì anh em thử hỏi xem, một cái que này chọc xuyên qua cái cục sắt này nó như thế nào. Thì đấy là cái mình phải lấy được thêm cả cái công của mình và cái khả năng mũi khoan này gãy liên tục. Đấy để anh em hiểu. Thì anh em nào cần làm các cái loại sàng khác thì cứ liên hệ theo số hotline là 0941111699, 0973684391 để được tư vấn trực tiếp. Cảm ơn mọi người, xin chào.